Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục thì sau đây Khanh Béo lại cập nhật một lễ tang của chị Nguyễn Thị Thanh Hương. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1976, không may chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, sau đây thì Khanh Béo lại cập nhật lễ tang của chị Nguyễn Thị Thanh Hương, pháp danh Nguyễn Thảo. Chị sinh năm 1976. Không may, trong một thời gian dài chị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù cũng đã được gia đình cùng toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá nặng, chị đã không qua khỏi và chị đã chút đi hơi thở cuối cùng vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần. Chị hưởng dương 47 tuổi. Chị mất đi thì chồng chị mất đi một người vợ yêu thương chung thủy, và sớm tối công việc vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Các con chị mất đi một người mẹ sớm hôm tảo tần và chăm lo cho các con. Toàn thể các anh, các chị, các em trong gia đình mất đi một người em, người chị, người cô, người dì vô cùng thương mến. Bao nhiêu những năm qua chị vất vả với cuộc đời, thì ngày hôm nay chị đã vĩnh viễn rời xa nơi này về với tổ tiên. Đây là một sự đau thương, mất mát quá to lớn đối với gia đình. Kể từ đây âm dương cách biệt, không bao giờ thấy chị trên trần gian này được nữa. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này cùng với gia đình. Kính thưa các quý vị, bây giờ là thầy đang làm lễ để chuẩn bị làm lễ khâm niệm cho chị. Vậy lễ tang diễn ra như thế nào? Xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Và các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông để ủng hộ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều. Thank you.
Thank you.